念中吹起晚风，心底有正能量全力发动，你共我整天奔波告终。身与心顷刻放松，人热情将频率联系接通，举止变得松容，疲劳相见终于不超重。抬头天际可远飞，可以追回自己，可放心抱起，眼里总有热暖好天气，你小心意着住起。繁忙仿似一世纪，有重拾回自己，总看到转机，共行路程万里，这感觉完美。围着我自然自由幸福，充满了空气。哦，trời ơi coi kìa, đang có gì nữa? Ê, có cầm nam nữ cãi nhau trên đường, còn đánh nhau nữa, bị quay đưa lên mạng rồi kìa. Tôi không giới thiệu nhầm hay không? Trang web này nhiều đoạn phim hay lắm, không có độ hay tương đối là không cho đăng đâu. Ồ, nếu không phải cần tìm tài liệu cho chuyên đề ngoại tình cho đường dây tin nóng, tôi cũng không ngờ rằng có nhiều đoạn phim giải chính đánh tình nhân, rồi tình nhân chửi chồng người ta như vậy. Đúng là cần gì có nấy. Sao mấy người này rảnh quá vậy? Quay đoạn phim người ta cãi nhau rồi đưa lên mạng. Ừ, còn một chai. Ê, nhanh tay còn chậm tay mất. Tôi vào trong lấy. Trong đó hết nãy giờ rồi. Ê, anh Minh à, hết bia rồi kìa, anh còn không nhập hàng nữa hả? Nhập hàng cái gì chứ, bia phải ủ đó. Anh biết thì tốt rồi, phải ủ sẵn chứ. Ủ bia cần có qua bia. Nhưng tôi nhờ bạn tôi lấy giùm rồi. Uống bia thủ công của anh, bia bán ở ngoài uống không có vô. Rồi phải không? Nhưng mà chắc mấy ngày nữa sẽ có. Mới nhớ Tào Tháo có rồi. Alo. Anh Minh à, ngày mai tôi đến Hồng Kông đó, anh có rảnh ra lấy qua bia hay không? Lấy qua bia phải không? À, vậy hay là hẹn gặp ở nhà hàng Đức gần khu triển lãm đi nha. Được, vậy 8 giờ nha. Được, nói sao ha? Nghe rồi chứ. Hey, nhà hàng Đức gần khu triển lãm hả? Có phải nhà hàng mà trước đây có giới thiệu không? Nổi tiếng lắm đó. Nổi tiếng gì bị thủ công chứ gì? Tôi với Duy thường hay đi đó. Nè, tôi muốn đi thử, đi chung đi. Nhưng ngày mai tôi phải mở xưởng. Tôi cũng vậy. Tôi có hẹn đi ăn cơm với bà xã của tôi rồi. Tôi thì không tiện đi chơi với mấy anh phụ trương quá. Chà, chỉ còn mình tôi thôi hả? Tôi nghĩ khi lắm mới đi với anh đó thôi. Duy bên này. Ê, xin lỗi nha anh Minh, lúc qua hải quan chờ hơi lâu. Không sao, đồng nghiệp của tôi làm gì mà, gọi là anh Quả đi. Ê, xin chào anh Quả. Ê, anh Duy, xin chào. Gọi tôi là Duy được rồi. Tôi có điều gì không ổn hả? À, không có gì. Nhưng tôi thấy mặt của anh quen quá à. Có phải chúng ta gặp nhau ở đâu rồi không? Duy lấy xe trung cảng, thường xuyên đi về hai bên. Tính ra hai người khó có khả năng gặp nhau lắm. Cảm ơn nhiều. Đây là giống Tân Cương đó. Bị được ủ ra đặc biệt thơm ngon, đặc biệt nhiều bọt. Anh chở hàng tới Tân Cương hả? Tôi không có lấy xe đường dài đâu, tôi chỉ lái qua khu tam giác Châu Giang thôi. Qua bi này tôi phải nhờ rất nhiều người mới mua được đó. Vậy có phải hàng gì cũng chở không? Anh muốn chở hàng hả? Trước đây tôi lên mạng thấy một cái TV 40 inch giá chỉ hơn 1.000 thôi, nhưng mà từ Thẩm Quyến chuyển xuống đây lấy của tôi 500. Anh lấy bao nhiêu vậy? Thẩm Quyến gần như vậy, tôi sẵn xuống đây đem giùm anh là được rồi. Vậy thì ngại quá à. Đây là danh thiếp của tôi nè, trên đó có số điện thoại đó. Vậy tôi không có sáo nha. Chào đây tôi mời. Uống cái gì? Một lát tôi còn phải lấy xe, lần sau đi. Nè, không uống cứ ăn một chút đi. Cái giò heo này. Anh nói đến trễ một chút mà. Đồ ăn nguội rồi không ngon nên tôi ăn trước đó. Gọi thêm đi. Nè, một phần giò heo mặn. Bỏ hộp mang đi. Vậy được. Lát nữa anh còn việc phải làm hả? Đúng vậy, tôi đến đưa qua bia cho anh xong á là phải đi rồi. Tôi đi vệ sinh trước nha. Trời, anh bạn này của anh thật sự không có sáo đó. Nó là đưa qua bia cho anh xong là đi liền mà. Giờ còn gọi giò heo mặn. Anh ta có hùng tiền không đó? Được, anh đừng đi đâu hết, tôi đến ngay. Xin lỗi nha, trên đó có món hàng đột nhiên phải chuyển qua đây. Tôi phải đi làm việc gấp. Đã tối lắm rồi, hàng gì mà gấp dữ vậy? Anh mặc kệ người ta đi. Duy à, làm việc quan trọng, anh về trước đi để chúng tôi trả tiền. Vừa rồi tôi đã trả tiền rồi. Xin lỗi nha, tôi không chờ cái giò heo nữa. Hai năng luôn đi, tôi đi trước. Chà, lần này đúng là vừa được ăn vừa được lợi đó. Anh quen người bạn này ở đâu vậy? Quen thêm mấy người, được lợi càng nhiều đó. Có một hôm xe anh ta bị chết máy, đúng lúc tôi đi ngang nên xem coi có giúp được gì không. Chuyện trò với anh ta một hồi thấy cũng hợp nhau. Tôi biết anh ta lái xe tải nên thỉnh thoảng nhờ anh ta chở một số đậu cụ cho tôi. Rẻ lắm đó. Thế anh ta đã quan tâm tới chuyện ít nhiều. Bây giờ làm tài xế trung cảng cũng kiếm được nhiều thiệt đó. Phải liều lắm, nếu không trên đời này đâu còn người nghèo. Nói thì nói tài xế trung cảng, thực chất có nghề tay trái. Nghề tay trái hả? Tôi thấy xe anh ta rồi, sạch lắm. Bốn cái bánh xe còn mới toanh, xe đã kiếm sống đâu phải như vậy. Là sao chứ? Tôi nghĩ anh ta chở hàng lậu đó. Hàng lậu, bắt được là phải ở tù.
Tôi chỉ đoán vậy thôi, anh đừng có nói với ai đó. Công chừng chồng cô vì muốn tốt cho cô nên cho cô leo cây đó, để cô ăn cái giò heo một mình cũng không bị mặn nữa. Có phải tôi nên cười không? Xong là cô à? Thì bị cô chế nhạo, dỗ cô là bị cô khinh. Tôi mà là chồng cô cũng bỏ của chả lấy người. Làm gì mặt? Được, đừng có la. Tôi làm xong lập tức về liền đó. Nếu không phải nhỏ kêu tôi nói dây giùm cô, tôi cũng mặc kệ luôn. Thôi đi, anh biết tôi không có ông xã ở đây, cho nên nói dây cho tôi để tôi có thể coi phim, không cần lên làm phiền anh chứ gì. Ý, sao màn hình bị đen hết vậy? Đang dò kênh đó cô hai ơi. Đã nói nhìn quen lắm, hóa ra đã gặp qua thật rồi. Nè, nói lẩm nhẩm gì vậy? Không có gì. Chồng của cô nhìn thế nào thì cũng không giống tài xế xe tải chút nào hết. Nhỏ cũng nói vậy mà. Hờ, tối như vậy còn phải đi chở hàng, hàng gì mà gấp dữ vậy chứ? Không biết, công việc của anh ấy tôi không bao giờ hỏi. Lái xe đêm mà, chở đi đâu vậy? Anh ấy không có nói. Mấy giờ mới về? Cũng không có nói. Ồ, vậy đó của anh ta đã nói gì với cô? Anh ấy nói hôm nay không về được, kêu tôi ngủ sớm. Đúng thôi, đàn ông làm chuyện lớn, phụ nữ mấy cô biết càng ít càng tốt. Ê, nè, được rồi, có được rồi. Đi đi, coi có gì để coi đã. Anh chồng thì liều mình ở bên ngoài, thiếu phụ hạnh phúc, cô đúng là không đặt nhầm tên. Đúng vậy, trước cửa siêu thị. Ừ, không giao lộn đường rồi, bây giờ đang đi vòng lại. Cô ta có ngớ ngẩn tới như vậy không? Đừng trách cô ta thường xuyên chở chúng ta đi mua đồ ăn, vừa đưa vừa đón, đã tốt lắm rồi. Con đường này đã đi hết mấy trăm lần rồi. Nghe nói về tối qua ngủ không được ngon. Cô phim coi đến không ngủ được sao? Thì ngủ không được, chồng lại không ở bên cạnh, một người đàn bà còn gì để làm chứ. Nè, thật ra cô đã gặp qua chồng của cổ chưa? Là người gì vậy? Ăn cơm chung qua mấy lần, nhưng cũng không thân gì mấy. Cô có cảm thấy từ lúc Hồng dọn qua đến giờ chúng ta chưa gặp chồng của cổ hay sao? Điều này hơi kỳ lạ đó. Chắc là bận kiếm sống. Kiếm nhiều lắm hả? Chắc là không đâu. Bình thường Hồng mua đồ cũng phải tính đi tính lại, chỉ mua những thứ khuyến mãi. Bởi vậy mới nói, nếu như chỉ có hai vợ chồng, chi tiêu chứ đâu có nhiều lắm. Lại không gánh nặng kinh tế, đâu cần gắng sức vậy. Vậy họ có ba mẹ ở viện dưỡng lão không? Ba mẹ của Hồng thì đã không còn. Chỉ có một bà mẹ chồng còn hoạt động bình thường, không cần người ta chăm sóc. Thỉnh thoảng Hồng cũng nhận việc làm thêm, kinh tế chắc không vấn đề gì. Vậy cần gì phải mạo hiểm buôn lậu chứ? Chú nói gì? Không, chú nói nếu như không gánh nặng về kinh tế, Hồng cần gì phải làm thêm chứ, sung sướng một chút không tốt sao? Tôi không để anh đi đâu. Nè, buông tay ra. Anh không được đi. Duy kìa, buông tay ra coi. Chồng của Hồng đó. Nè, tôi không để anh đi mà. Buông ra đi. Ở đây là Hồng Công đó, cô làm gì vậy hả? Muốn làm gì đây? Sao lại lôi kéo với người phụ nữ ở trên đường? Hôm qua đó coi chuyện gì đi hả? Ôi trời, vậy tính sao đây? Xin lỗi nha, lúc nãy đi lộn đường, để lâu lắm rồi hả? Không à, vừa rồi tôi thấy thấy cảnh sát giao thông đó. Cảnh sát giao thông một cái là đi mất rồi. Có cảnh sát thì sao, chỗ này cho đậu xe không bị phạt đâu. Phải đó, sợ cái gì chứ, cho đậu xe mà. Nè, con ngồi sau đi, chú nhắc nhở con nha. Hồng hậu đầu lắm đó, lúc lái xe đừng có nói chuyện với cổ nha. Chú ngồi đằng trước cho, đi. Sao lúc nãy chú cứ ngăn cản con, không cho con nói với Hồng là chúng ta gặp được Duy chứ? Con bình tĩnh chút đi, chuyện này phức tạp lắm, phải bàn bạc kỹ lưỡng mới được chứ. Có gì phức tạp đâu, thì anh ta lôi kéo với người phụ nữ trên đường thôi, không biết họ là quan hệ gì với nhau nữa. Hả? Quan hệ gì? Không lẽ vậy mà cũng phải đoán được sao? Chứ cũng nghi ngờ là tình nhân hả? Đã ông qua đại lục làm việc thì nên lường trước rồi. Nhưng con thấy anh ta vẫn tốt với Hồng lắm mà. Tốt hả? Nếu là tốt thì đâu có rõ ràng đã về đây mà gọi điện cho Hồng nói không có về chứ. Chú nói gì? Nói một cách đơn giản, qua anh mới giới thiệu chú quen biết là Thí Duy ở bên ngoài. Lúc đó chú không biết anh ta là chồng của Hồng. Hôm đó rõ ràng anh ta đã về Hồng Kông rồi, nhưng anh ta gọi điện cho Hồng nói là không có về đây. Vậy là con hiểu rồi chứ. Hèn chi hồi nãy chú không ngừng hỏi con về tình hình kinh tế của Hồng. Lại nói một cách đơn giản, chú và anh mới nghi ngờ vận chuyển là nghề phụ của anh ta, nghề chính của anh ta là buôn lậu. Không phải chứ, kiếm thứ tiền này nguy hiểm như vậy. Chú cũng rất nghi ngờ tại sao anh ta phải liều như vậy. Bây giờ lộ hết rồi. Lộ cái gì? Có tới hai gia đình cần phải nuôi đó. Nghiêm trọng vậy sao? Vậy nói sao với Hồng đây hả? Nè, con suy nghĩ cho kỹ nha, con có chịu đựng nổi không? Con có chịu nổi hay không thì liên quan gì? Được, sau khi con nói với Hồng rồi á, lỡ như
họ ly dị với nhau. Trong cuộc đời của ta chỉ còn lại ai đây chứ? Thì con đó. Thì đó, vậy là con phải chăm sóc cho Triệu Lệ Hồng suốt đời đó cháu gái. Trách nhiệm lớn như vậy con gánh có nổi không? Cùng lắm về sau chăm sóc cô ta như bây giờ thôi. Không lẽ vì sợ chịu trách nhiệm mà để mặc cô ta bị chồng gạt hả? À, việc gì Hồng cũng đặt chồng lên hàng đầu. Chồng chính là cả thế giới của cô ta đó. Được, giờ con xuống đó với cổ đi. Hồng ơi, chồng cô có tình nhân đó. Còn đó cô ta phản ứng thế nào hả? Hôm đó con kêu chú xuống giúp cô ta, nói về tivi thôi. Cái tivi chẳng qua chỉ chớp một cái, do con đổi kênh cho cô ta quảng hốt lên rồi. Con mà nói với cổ chồng cổ có tình nhân, cô ta làm sao đối mặt được chứ hả? Vậy tính sao đây? Coi như không thấy gì hết hả? Giấu Hồng như vậy con thấy bất an lắm. Nè nhỏ, chúng ta nghĩ theo hướng tốt đi. Bây giờ mọi chuyện chỉ là chúng ta suy đoán thôi. Con cho chú thời gian một ngày, chú tìm anh ta hỏi rõ ràng. Anh ta gọi tới đó. Alo, anh Duy hả? Anh Quả, cái tivi 40 inch mà anh mua tôi đã lấy hàng rồi. Hôm nay anh có rảnh hay không? Tôi chuyển xuống cho anh nè. À, được. Đúng lúc tôi cũng muốn tìm anh đó. Nhà anh ở đâu? Để tôi chở qua. À, đừng. Hay là hẹn gặp anh ở nhà hàng Đức lần trước đi nha. À, dù gì còn đỡ anh một chầu mà. Đã nói là đừng có khách sáo vậy rồi mà. Anh đừng khách sáo thì có. Quyết định gì đi. Được, bye bye. Mới đây còn lôi kéo với người phụ nữ ở trên đường, mà giờ đã có tâm trí vận chuyển tivi cho chú sao? Phương thức tư duy của đàn ông tụi chú là phương thức học tủ. Bên này giải quyết xong chuyện của người phụ nữ đó, đóng học tủ lại, vậy là xong. Sau đó mở học tủ khác ra. À, học tủ này gọi là giúp bạn đó. Hàng chi nhiều người đàn ông có tình nhân như vậy. Hóa ra coi đàn bà là những cái học tủ. Đóng lại cái này, mở cái kia ra. Đóng cái này lại, mở cái kia ra. Đóng cái này lại, mở cái kia ra. Cho ly cà phê, cảm ơn. Dạ được. Anh Quả, đúng là cảm ơn nhiều nha. Giúp tôi chuyển cái tivi về đây. Dù gì tôi cũng về đây tiện tay thôi. Anh cứ mời tôi ăn cơm khách sáo quá đi. Thật ra không chỉ đơn giản mời ăn cơm đâu. Còn có một chuyện tôi muốn hỏi rõ anh. Cuối cùng tôi đã biết đã gặp anh ở đâu rồi. Hồng ít khi dẫn đồng nghiệp về nhà lắm. Đồng nghiệp kim hàng xóm thì khác. Anh tên Lâm Chỉ Mặt. Anh với Lâm Tiểu Tiểu là... là chú cháu đó. Trái đất đúng là tròn thiệt. Hồng thường nói nhỏ chăm sóc cô ấy rất là nhiều. Nhỏ đó coi cô ta là người già rồi. Tôi cũng vậy. Và anh cũng là bạn của tôi. Nên tôi muốn hỏi rõ một chuyện. Hồi sáng tôi với nhỏ đã nhìn thấy anh lôi kéo người phụ nữ ở trên đường. Cũng mà anh đi nhanh đó. Xe của Hồng đã đến ngay sau đó. Hai người không có nói với Hồng đó chứ? Người phụ nữ đó tình mới hay là tình cũ vậy? Người phụ nữ đó tôi quen biết ở trong một hộp đêm ở bên Đại Lục. Nhưng tôi không hề có quan hệ gì với cổ. Là khách của tôi ở Đại Lục ép tôi đi uống bia. Lúc cô ta ngồi uống bia với tôi kêu tôi cho tiền. Vậy anh có cho cô ta không? Sao anh ngu quá vậy? Lúc tôi làm việc ở Đại Lục thường xuyên gặp loại phụ nữ như vậy. Cô ta biết anh dễ dụ chịu cho cô ta tiền sẽ bám theo anh như kiến bám vào bậc ông đó. Anh hiểu là tốt rồi. Tôi thật sự không làm chuyện có lỗi gì với Hồng. Được. Đàn ông với nhau nói chữ tính. Tôi kêu nhỏ giữ kín bí mật này. Cảm ơn nhiều. Alo. Chú Út, sao chú không đọc tin nhắn? Chuyện gì gấp dữ vậy? Chuyện Duy lôi kéo với người phụ nữ đã bị người ta quay lại đưa lên mạng. Lát chú gọi lại cho con nha. Tôi không để anh đi đâu. Buông tay ra. Hả? Sao lại như vậy? Anh không được đi. Sao tôi không thấy có người quay chúng tôi? Không được đi. Anh đã buông tay ra rồi mà. Nếu để Hồng coi được đoạn phim này, anh có rửa thế nào cũng chẳng sạch đâu. Hồng gọi đến, không biết có phải cô ấy đã coi được đoạn phim đó không? Nếu Hồng coi được đoạn phim đó, cô ta chắc chắn gọi cho nhỏ trước tiên. Bắt máy đi. Alo, bà xã. Ông xã, anh đang làm gì vậy? Thì anh đang làm việc, có chuyện gì không? Không có gì, muốn hỏi anh chủ nhật này có rảnh về Hồng Kông hay không thôi. Chưa biết nữa. À, chỗ này sóng yếu nghe không rõ, anh gọi lại cho em sau nha. Bây giờ đoạn phim bị đưa lên mạng rồi, nghĩa là quả bom đã được bấm nút, đang đếm ngược sẽ đổ bất cứ lúc nào. Vậy tính làm sao đây? Đường dây tin nóng liên tiếp 3 tập nói về chuyên đề ngoại tình, nghiên cứu hôn nhân hiện đại cùng với các vị khán giả. Giấu được một lúc không giấu được suốt đời, phải mau chóng giải quyết. Anh có cách hả? Nhỏ, chú nè, bất kể là con dùng bằng cách gì, tối nay đừng để cho Hồng lên trên mạng đó. Sao vậy? Dây điện
đã bị đứt rồi, làm sao mà sửa được? Ngày mai phải mua dây khác mới được đó. Kỳ vậy, sao dây điện dễ đứt quá vậy? Chắc cũng bị người ta gạt rồi, mua phải dây điện dởm đó. Lần sau đừng ham rẻ nữa. Em đâu có ham rẻ đâu. Hôm nay lúc mà ra khỏi nhà cũng đâu có bị gì. Sau khi tôi với nhỏ về đến là thấy nó bị đứt rồi. Tôi còn định coi phim nữa. Lên nhà tôi coi đi. Thôi được, đem đi vệ sinh trước đó. Con nghe lời chú, vừa vào nhà đã cắt đứt dây mạng của cô ấy. Điện thoại của cô đâu rồi? Trời ơi, điện thoại của tôi đó là để trên bàn mà. Sao lại rớt xuống cái thùng trong nhà vệ sinh vậy? Trời ơi, chắc là cô đem vào nhà vệ sinh mà quên mất chứ gì, đúng không? Cũng đâu có lý nào rớt xuống cái thùng ướt hết à. Chắc là cô để không đàng hoàng, từ bồn cầu rớt xuống cái thùng. Phải đó. Có khả năng đó sao? Chắc chắn là có. Nè, điện thoại cũng cũ rồi, đổi cái mới đi. Trời ơi, một lát ông xã tôi tìm tôi không được sẽ lo lắm. Giờ không mở được nữa rồi. Nè, dùng điện thoại này gọi cho anh đi. Sao anh lại mang thêm một điện thoại bên mình? Hey, đàn ông mà phải mang theo đề phòng khi cần. Nè, gọi cho anh đi. Gọi cho ông xã đó. Giờ cắt đứt dây mạng của cô ấy, giờ làm ướt điện thoại của cô ấy. Từ lúc sinh ra con chưa từng làm nhiều chuyện xấu trong một buổi như vậy. Nhỏ à, con tên chú Út đi. Vì chúng ta đang cứu vãn một cuộc hôn nhân đó, công đức vô lượng. Con sợ giấu được một lúc không giấu được suốt đời đâu. Giấu một đêm là đủ rồi. Ngày mai về tới căng tin, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Cách này có được không đó? Đương nhiên được rồi. Suy nghĩ cả đêm tuyệt đối không sai đâu. Nếu không sao lại kêu con sáng nay đừng theo xe của Hồng. Chúng ta cố tình đến đây sớm chứ. Nhưng tại sao lâu rồi cô ta chưa tới? Chắc là sắp tới rồi. Nè, Thập nói nhìn thấy Hồng đã đi lên từ bãi đầu xe đó. Anh Minh, giờ Hồng đang đến đó. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Alo. Bà xã. Ông xã, sao anh lại gọi cho em vào chuyện này? Anh muốn nói giờ anh đang ở công ty của em nè. Hả? Hi. Ông xã, sao lại ở đây vậy? Có một người tên là Đường Trung Thư hẹn anh đến. Thập hả? Đúng vậy. Tôi kêu anh Duy lên đây ký hóa đơn đỏ. Hả? Ký hóa đơn? Ngồi xuống ký tên đi. Làm gì vậy? Sao phải ký hóa đơn? Trước đây có một hôm anh đã về đây, tình cờ anh Minh lại kiếm người đóng phim, thấy anh rảnh cho nên kêu anh đi thử đó mà. Anh Minh hôm đó Đường Dây Tin Nóng cần quay một đoạn phim về người chồng và tình nhân lôi kéo nhau ở giữa đường, nhưng diễn viên tạm thời đột xuất nói không đến, cho nên là anh Minh và anh Duy đóng thế. Sao Minh đạo cụ lại quen biết ông xã tôi? Là như vậy nè. Anh Minh quen được anh Duy ở trong quán bia đó, nhưng mà lúc mới quen á, không hề biết là anh Duy là chồng của cô. Đúng vậy, cho đến khi anh Minh và anh ta đúng thế, anh Duy mới nói là hóa ra vợ anh ấy là thợ làm tóc trong TVI. Hả? Vậy nghĩa là không cần giới thiệu nữa, các anh đều biết ông xã tôi rồi. Phải. Ý, nhỏ, lâu quá không gặp. Phải, lần trước gặp anh cũng là mấy tháng trước rồi. Anh đó, sao về mà không nói cho em biết trước? Anh thấy về lấy hàng xong rồi phải quay trở lại đó, chỉ có một chút thời gian đi thăm má cho nên không nói với em thôi. Chị Hồng, anh Hòa, chị nhỏ, đây là bài khảo sát của Đường Dây Nóng chúng tôi, làm phiền mọi người điền giúp. Kỳ này làm chuyên đề tình nhân hả? Để tăng thêm tính thuyết phục, cả bài khảo sát đạo cụ tôi cũng làm luôn. Anh La. Ý, anh Minh. Dám cho chúng tôi. Cảm ơn đã giúp đỡ. Không có gì. Tập đã giải quyết xong mọi chuyện với anh rồi phải không? Xong hết rồi. Vậy thì tốt. Tôi đang dội xuống xưởng, không tiếp đãi nữa, có gì liên lạc sau. Được. Wow, cả ban chủ cũng đến luôn. Chắc đoạn phim này hay lắm ha. Người mới mà nói cũng khá lắm rồi. Cả ban chủ mà anh Minh cũng mời đến được, anh ta đúng là biết nghĩ cho Duy quá. Nhìn mặt anh La đó hình như hơi khác thì phải. Chắc là hôm nay anh ta không đang bắt kiến. Như lần trước người ta chỉ lấy tiền xăng cho có lệ, còn tất cả đó lại không lấy tiền, cho nên tôi kêu anh ta xuống đây cảm ơn anh ta một tiếng đó. Nè, tuần sau tôi có một màn cần một con rùa cạn da beo, cũng gần giống như vậy thôi, kêu anh ta lấy về một con đi ha. Cảm ơn. Mấy lần ăn cơm đều là ra ngoài ăn, còn chưa chính thức được thử tay nghề của cô nữa. Vậy thì ăn thử rồi cho chút ý kiến nha. Anh Duy, uống thử loại bia đào mà anh Minh vừa mới sản xuất đi nè. Mùi gì đặc biệt quá ha. Ông xã trước đêm được uống lại bia trái thơm mình từng uống ở Đài Loan, nhưng mà tiếc là bạn quên quả không làm nữa. Sau này đêm tìm lại, chúng ta có thể ôm lại mùi vị của hồi xưa.
Không cần tìm đâu. Em quên là ông xã của em cũng biết ủ rượu hay sao? Anh làm cho em uống. Cảm ơn ông xã. Ăn tôm đi nè. Nhỏ, việc lột vỏ tôm chú cũng biết mà nè. Xa quá, để con tự lột. Cái gọi là phong độ chú cũng có luôn đó. Con đang lo lắng cho Hồng sao? Bữa cơm hồi nãy con nhìn anh Duy đó, giờ gắp đồ vừa lột tôm cho Hồng, thì con nghĩ chú đoán anh ta có ăn năn về việc đi hộp đêm dẫn đến bị đàn bà đeo bám theo không? Cái điện thoại này á, sao chép dữ liệu xong là dùng được rồi. Còn dây mạng ở bên ngoài, ngày mai anh sẽ đi mua dây mới để mà thay cho em. Cảm ơn ông xã nha. Lúc nào em cũng nói là có ông xã ở đây là tốt nhất. Có anh ở đây em không cần lo gì cả. Nếu như Duy đã giải quyết chuyện này rồi thì anh ta có biểu hiện này cũng bình thường thôi. Không lẽ làm ra vẻ lo sợ chỉ tổ lập cho Hồng nghi ngờ. Ông xã à. Đoạn phim mà anh đóng á, em đã lên mạng coi rồi. Tuy em biết là đóng phim, nhưng mà em thấy anh lôi kéo với người phụ nữ khác á, em thực sự thấy không thoải mái. Lần sau anh đóng phim á, em đi chung với anh nha. Thôi. Vậy sao anh không đóng nữa? Ông xã, anh là tốt nhất. Chúng ta giúp anh ta như vậy có đúng không đây? Với chuyện lần này á, là đúng đó. Ít ra Duy còn muốn dỗ cho Hồng vui mà. Chú đúng. Con đi ngủ đây. Ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Hy vọng mình đã đúng rồi. Vậy mà còn nói chuyện với ai vậy? À không, có một đối tác gọi đến hỏi anh về chuyện chở hàng thôi. Vậy nói xong nhớ ngủ sớm nha. Có chuyện gì sao? Không có gì, nói tiếp đi. Bà xã. Chị dâu, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Đây. Điện thoại nè, may mà em chưa ra khỏi nhà. May mà có em đó, không có điện thoại anh thấy khó chịu cả buổi sáng luôn. Đang gọi cho em đi trên bờ ông đóng, đang ngồi bớt, vừa uống rồi. Còn nóng quá. Hả? Lần sau anh gọi cho em trên mật ong lạnh đi. Em đi ngoài đường nóng như vậy, vừa đến mà uống đồ lạnh thì có hại sức khỏe lắm đó. Mì trứng thịt nguội thêm sa tế. Cảm ơn, ngon quá đi. Chà. Chà. Anh ăn sa tế hay ăn mì vậy? Bà xã sao vậy? Sa tế cay mũi quá. Sa tế cay mũi kìa. Không cần. Em về quán trà ngủ. Để anh gọi xe cho em về. Đợi xe đến rồi anh xuống với em nha. Anh lấy cái dù cho em. Mắt công nắng làm em bỏng da. Không cần. Em đâu phải là người giấy. Nắng một chút có sao đâu. Ngầu một chút. Đàn ông làm gì phải quan trọng hơn. Em tự về được rồi. Được, bà xã đi về. Chị đã, giờ này đóng phim bận rộn quá hả? Bận chứ. Chị Đa, chị sắp sửa làm má rồi, tâm trạng thế nào hả? Có siêu âm ra trai hay gái chưa? Đứa con đầu lòng đương nhiên là vui rồi. Siêu âm rồi là con trai đó. Chúc mừng nha chị Đa. Chúc mừng con trai đầu lòng của chị nha. Thì ra chị Đa 40 mấy tuổi rồi. Dạ, vậy mới sinh em bé có nguy hiểm hay không vậy? Sợ cái gì chứ, không xấu hổ sẽ đến 49 mà. Nè, bây giờ học tiến bộ như vậy, chỉ cần làm đủ chuẩn bị trước sinh, 40 mấy tuổi sinh em bé cũng bình thường. Cần chuẩn bị cái gì trước sinh? Nhiều việc lắm, ví dụ như phải thường xuyên kiểm tra huyết đường huyết áp, phải kiểm tra thai sản và hội chứng Đau và bệnh thiếu máu di truyền nữa. Cô có thai sao? Sao cô biết nhiều vậy? Đương nhiên là không phải rồi, dạo này câu lạc bộ phụ nữ đang làm về chuyên đề thai phụ cao tuổi, tôi cũng có nghe bác sĩ Lâm nói đó. Bác sĩ Lâm nào chứ? Tài thánh phụ khoa, một lát cô ấy sẽ đến xưởng để quay phim. Tệ. Chuyện gì? Cái bàn này trống quá à. Anh có thể đặt bình bông lên đó giùm tôi được không vậy? Hoặc để cái gì lên đó cũng được, để bối cảnh đừng quá đơn điệu. Cảm ơn nha. Dạ thưa đại đạo diễn. Anh đừng có đùa với tôi mà. Nếu không phải Thập bị thương ở chân, tôi cũng đâu cần buộc phải thế vị trí anh ta. Đâu thể để người ta coi thường. Dạ biết rồi đại đạo diễn. Gia lợi. Cô có thể giúp tôi đến phòng trang điểm coi chiêu dĩ xong chưa được không? Nếu xong rồi cô kêu anh ta ra đây quay phim đi. Nếu chưa được thì cô giúp tôi kêu anh quả nhanh tay lên. Cảm ơn. Không thành vấn đề đại đạo diễn. Chà, anh Đồng là đầu tiên cầm cờ ra dáng đàng hoàng nha. Hiếm thấy nha. Phòng phỏng vấn khách mời đơn giản như vậy anh cũng đích thân xuống đây giám sát hả? Bình thường giờ này không phải anh sẽ ngủ một chút sao?
xuống của cậu có làm bại hoại danh tiếng của Thập không đó. Vậy thì xin lỗi nha, anh phải thất vọng rồi. Không có kỳ vọng làm sao thất vọng được. Nè, nghe nói khách mời hôm nay là tại Thánh Phụ Khoa, là ai vậy? À, thì ra anh tính xuống đây làm quen hả? Thì lấy thêm một tấm danh thiếp, mai mốt bà xã của mình giết đầu cảm lạnh cũng có thêm bác sĩ để chọn đó. Nể mặt chị kêu đó, một lát quay phim xong giới thiệu bác sĩ Lâm cho anh quen biết. Làm phiền cậu, đại đạo diễn. Bác sĩ Lâm à, chúng tôi nhận được email của một vị khán giả, nói là năm nay 42 tuổi rồi, hơn nữa còn bị cao huyết áp. Vậy nếu như mang thai thì có gặp nguy hiểm gì hay không? Thường thì khả năng thai phụ cao tuổi bị huyết áp trong thời kỳ mang thai vốn đã cao hơn thai phụ trẻ tuổi rất nhiều rồi. Nếu như bản thân người đó bị cao huyết áp mà vẫn cố mang thai, có thể sẽ dẫn đến chứng tiền sản giật. Đối với thai phụ và thai nhi đều có tính nguy hiểm rất cao. Bà xã ơi, về rồi đây. Về rồi hả? Trong nhà bếp có chè tuyết nhỉ, anh tự múc ăn đi. Ê, sao làm gì nguy hiểm vậy, em xuống trước đi. Hả, nguy hiểm gì đâu. Vậy lần nhọc này phải để cho anh làm chứ. Sao anh biết làm chứ, bây giờ em dọn về đây ở mà. Nên em phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chúng ta ở sẽ thoải mái hơn. Anh đã suy nghĩ hết rồi, em dọn về bên xa đầu giác ở vẫn hơn đó. Tại sao vậy, anh không muốn ở chung với em hả? Anh đương nhiên muốn ngày nào cũng được gặp em rồi. Nhưng mà bên xa đầu giác rộng rãi là có vườn hoa, quan trọng nhất là không khí trong lành, tốt cho sức khỏe của em đó. Trước đây phải chăm sóc cho má anh nên em mới dọn vào đây ở với bà ấy thôi. Những ngày nghỉ anh mới đến thăm em. Bây giờ má anh đã mất, đương nhiên em phải dọn về ở đây rồi. Cho dù căn nhà lớn cỡ nào, anh không ở bên cạnh em cũng cảm thấy không thoải mái. Vậy nếu anh với em ở phòng ngăn thì có thoải mái hơn không? Thoải mái. Phòng ngăn nhỏ như vậy không cần dọn dẹp, thoải mái, thoải mái. Sao vậy? Em thấy nhức đầu, buồn nôn. À, hay là đi coi bác sĩ đi. Anh vừa mới làm quen được bác sĩ Lâm, rất là giỏi. Con dâu ngàn tỷ Kỳ Kỳ cũng coi chỗ này đó. Hả? Con dâu ngàn tỷ cũng coi? Vậy mắt là cái chắc rồi. Mắt thì mắt tốt mà, chúng ta đâu phải là không trả tiền nổi chứ. Cho dù trả tiền nổi cũng không cần coi đâu. Mới đây em đã đi kiểm tra toàn thân rồi, kết quả cũng có rồi. Vậy có phát hiện vấn đề gì không? Không có gì đặc biệt. Nhưng mà huyết áp hơi cao. Huyết áp của em lâu nay bình thường lắm mà. Nhưng mà bây giờ bác sĩ nói có thể em bị cao huyết áp mang tính di truyền. Nếu như bản thân người đó bị cao huyết áp mà vẫn cố mang thai, có thể sẽ dẫn đến chứng tiền sản giật. Đối với thai phụ và thai nhi đều có tính nguy hiểm rất cao. Vậy bác sĩ có nói là chữa trị thế nào không? Thì kêu em đừng có căng thẳng quá, thả lỏng một chút, tập thể dục thích hợp và ăn thanh đạm một chút. Bà xã ơi, là anh đã hại em rồi. Liên quan gì đến anh? Sao rồi anh Quả? Hôm nay căn cứ có đồ ăn đó, tính luôn anh rồi. Tôi không ra ăn đâu, các anh ăn đi. Vậy ăn cơm xong qua đây uống vài ly nói chuyện đi. Tới việc đó còn sao, vậy trước đi. Sao vậy, đồng nghiệp hẹn anh ăn cơm hả? Phải, anh từ chối rồi. Sao lại từ chối? Đi đi, gọi những món mà anh thích ăn. Nhưng mà anh muốn ở nhà với em. Không cần đâu. Em cũng phải ăn cơm mà. Cũng không cần đâu. Bởi vì lúc ăn trà chiều em ăn no quá, giờ vẫn chưa thấy đói. Em muốn tắm rửa rồi ngủ sớm. Nè, nếu anh ra ngoài ăn á, em không cần phải nấu, vậy là em có thể ngủ sớm rồi. Anh ra ngoài ăn đi, sẽ vui hơn đó. Thật không? Uống cạn đi. Uống đi. Nè Thập ơi, hôm qua tôi ở phòng trang điểm á. Trời ơi, cái chuyện gì vậy? Mấy chai bia này anh uống hết luôn hả? Tôi là tôi phải uống hết toàn bộ bia, không chừa chai nào. Bộ lầu bảy có chuyện hả? Đâu có, đồng nói hôm nay quay phim rất suôn sẻ mà. Cũng tại uống bia mà ra hết, cho nên tôi phải uống hết. Vì sao không uống nữa, không uống nữa, không làm chuyện có lỗi với vợ của tôi. Anh uống bia xong loạn tính hả? Tôi làm người ta có thai rồi. Ủa, làm gì? Ở đâu vậy? Ở nhà. Nè, anh quá đáng thiệt đó, đưa đàn bà về nhà làm bậy. Đó là bà xã của tôi. Nếu vợ anh có thai là chuyện vui mà. Sai, là chuyện sai. Chuyện sai này các anh ai cũng phải chịu trách nhiệm hết đó. Còn vợ mấy tháng trước tại nơi này, có một hôm chúng ta cùng vào dầu tới sai xỉn không? Cả buổi không nói tiếng nào, chỉ ngồi uống không. Tôi thật không hiểu tôi đàn bà nghĩ cái gì. Nhưng mà bỏ đi, nói với mấy anh cũng không có hiểu đâu. Anh nói chị kêu chứ gì. Dạo trước chị ta mới nói là dọn về ở với anh, thấy anh vui lắm mà. Tối hôm đó tôi đã cố gắng tạo không khí định lãng mạn với cô ấy một chút thôi. Anh thì sướng rồi, vậy anh còn ở đó than cái gì chứ? Phải đó, nhưng cô ấy bắt tôi phải làm biện pháp tránh thai, làm tôi mất hết cả hứng luôn. Vợ anh không muốn tạo ra mạng người thôi mà. Phải đó,
Cô ấy không muốn, tôi muốn. Anh có biết từ lâu tôi đã muốn có con rồi không? Hai người đám cưới lâu như vậy rồi mà chưa có con sao? Tưởng là hai người không muốn có con chứ. Lúc đó mẹ tôi bị bệnh, Kiều nói chăm sóc cho bà ấy, định đợi bà ấy khỏe lại rồi mới có con. Cô ấy hiếu thảo như vậy đương nhiên tôi tán thành rồi. Ai ngờ bệnh của mẹ tôi thấm thoát đã kéo dài mười mấy năm rồi. Bây giờ bác gái mất rồi nên anh muốn tranh thủ thời gian để có con với chị Kiều đúng không? Phải đó. Đúng ra tôi tưởng là bà xã tôi cũng nghĩ như tôi, cho nên mau chóng dọn về ở với tôi. Ai ngờ tôi đã sai rồi. Kệ đi, có mấy chuyện không có ép được đâu. Ai nói chứ. Anh có cách hả? Biện pháp tránh thai cũng có sự cố mà. Đúng. Quá hạn sử dụng là được rồi đó. Hả? Có hạn sử dụng sao? Sao vậy? Cái này anh cất giữ bao lâu rồi vậy? Chính là lúc tôi mới vào nghề, bà tôi nói quan hệ nam nữ trong làng giải trí rất phức tạp cho tôi phòng thân đó. Anh với tôi vào nghề cùng kỳ, vậy cái này là đồ cổ rồi. Tôi nhớ tối hôm đó đã ẩm bà xã tôi vào phòng một cách rất oai phong. Trong đó tôi không nhớ gì nữa. Trời ơi. Vậy rốt cuộc anh có dùng cái đạo cụ đặc biệt đó không vậy? Tôi nghĩ là có. Có thì có vấn đề gì chứ. Nếu chị dâu gì vậy mà có thai thì như anh đã muốn rồi. Có điều giờ tôi bị cao huyết áp, hôm nay lúc anh phỏng vấn bác sĩ Lâm cũng nói như vậy rồi. Phụ nữ trung niên bị cao huyết áp, nếu như mang thai sẽ nguy hiểm bản thân và cả thai nhi mà. Nè, anh không biết vợ anh bị cao huyết áp hả? Bác sĩ đó nói là cao huyết áp mang tính di truyền. Mới đây bà xã của tôi đi kiểm tra mới phát hiện được đó. Thật ra cũng tại các anh đưa ra mấy cái mẹo này. Bà xã tôi mà có chuyện gì tôi không biết phải sống làm sao nữa. Anh làm rõ đầu đuôi sự việc trước đi, đừng có tự hù mình nữa. Anh ơi, chỉ đi thử thai trước đi, vậy sẽ rõ chứ gì. Khi không được cậu đi thử thai có khác nào lật tẩy toàn bộ sự việc chứ. Lỡ cô ấy thấy tôi làm nhiều việc nham hiểm như vậy rồi ly dị với tôi tính sao? Nhưng lỡ như chị dâu thật sự có thai, còn chừng một xác hai mạng đó. Trời ơi, đừng có hù tôi nữa. Bây giờ phải làm sao đây? Vậy đơn giản thôi, không thể đi thử thai thì ở nhà lén thử cho dì ta là được rồi. Cái của tôi thông minh lắm có phải vậy không? Tôi làm cả đêm mới rút cạn hết nước ở đáy bồn cầu. Tiếp theo làm sao đây? Bước tiếp theo, anh đợi sau khi chị dâu về, đi vệ sinh xong rồi á, lấy nước tiểu của chị ta lên. Sau đó thì dùng cây que thử thai bỏ vào thử. Vậy là không ai phát hiện được rồi. Lỡ đi ngoài tính sao đây? Thì anh dùng nước dội cho sạch sẽ xong rồi bố trí lại từ đầu vậy thôi. Hả? Em về rồi đây. Về rồi hả? Trời, bên ngoài nóng như lửa đốt. Tốt thật có về đến nhà được hưởng thụ mái lạnh. Bà xã, có một tin vui và một tin buồn. Em muốn nghe tin nào trước? Tin buồn. Tin buồn là nhà vệ sinh của mình bị hư, không có nước để dội. Nhưng mà không sao, bởi vì tin vui chính là có người chồng tốt để dọn dẹp cho em. Em cứ việc đi. Hả? Dưới sảnh đâu có dán thông báo rằng không có nước mặn? Chủ yếu là chỉ có nhà vệ sinh của nhà mình bị hư thôi. Anh tắt công tắc nước rồi, ngày mai anh kêu người ta tới sửa. Cảm ơn anh. Alo Thập. Anh Minh, cảnh phong xưởng số 11 của ngày mốt, ban chủ nó có chỗ cần sửa. Anh có bản vẽ ở đó không? Tôi đã lưu bản sao trên máy tính ở trong phòng rồi, cậu chờ chút nha. Được rồi, tôi hiểu ý của ban chủ mà. Ngày mai giờ đến lập tức xử lý cảnh phong cho cậu được chưa? Bye bye. Bà xã. Ê, sao là cậu vậy? Gì đâu, vừa rồi chơi điện tử ở tiệm điện tử với nhà anh, tự nhiên thấy muốn đi toilet nên lên đây. Bộ gì đó không có chỗ đi sao? Ở dưới đó dơ lắm mà. Cậu vô bằng cách nào vậy? Anh để một chìa khóa dưới tấm thảm trước nhà. Em có nói với chị dâu rồi, chẳng qua anh không biết thôi. Vậy vợ tôi đâu? Xuống mua nước tương rồi, đi trước nha. Đi trước? Là một cậu tôi bị vậy mà lên chùa sao? Chị dâu nói nhà vệ sinh không có nước sẽ có người dọn dẹp mà. Dọn dẹp? Vậy cậu thử ý vào nhà người ta, đi ị lung tung làm hỏng chuyện của tôi. Cậu không dọn sạch đừng có hòng bỏ đi nha. Hả? Em về rồi đây. Chị dâu à, vừa rồi làm phiền chị rồi, tôi đi trước nha. Bye bye. Bye bye. Mình à, thúi quá. Nè. Sao tự nhiên đưa em tới khám phụ khoa? Chu kỳ kinh của em bị trễ nhiều, đến khám phụ khoa sẽ yên tâm hơn. Nhưng cái đó của phụ nữ, không phải trễ thì là sớm thôi. Anh biết rồi nè, lần đầu bác sĩ Lâm có nói gì với em đi nữa. Em đừng bao giờ sợ nha. Nhớ là bất kể xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ luôn bên cạnh của em. Cần gì phải lo lắng chứ. Anh đi vệ sinh trước nha. Bác sĩ Lâm có đáng tin cậy không đi? Cổ nổi tiếng là Quan Âm tặng con mà. Rất nhiều doanh nhân 40-50 tuổi muốn sinh con cũng nhờ cổ giúp đó. Em yên tâm đi, bất kỳ xảy ra chuyện gì anh cũng luôn ở bên cạnh em. Ông xã, em muốn đi vệ sinh. Anh đi với em ha. Được. Thì ra là muốn có con. Chưa tới em nữa hả? Chưa.
Sao lâu vậy? Nè, em muốn hỏi là tại sao phải đến chỗ này khám vậy? Em thấy không khỏe mà. Chỉ là kiểm tra phụ khoa bình thường thôi, tại sao phải đến phòng khám đắt tiền như vậy chứ? Anh từng hứa là sẽ cho em thứ tốt nhất mà. Xin lỗi mọi người, bác sĩ Lâm đang vội ra ngoài đỡ đẻ cho khách, hôm nay không khám được nữa, là phiền mọi người hẹn giờ khác mới quay lại khám nha. Còn chơi người ta bắt nữa, giờ người ta không có thời gian khám cho em nữa kìa. Trà sữa đá ít ngọt, bánh nướng bờ. Cái này không phải tôi gọi, tôi gọi cà phê đá mà. Phải đó, tôi gọi bánh tương sữa, nhiều sữa ít tương mà. Tôi đem qua đây theo đơn gọi món mà. Xin lỗi nha, tôi ghi lộn món. Kiều à, hôm nay em bị sao vậy? Cả buổi chiều làm sai lung tung à. Làm ơn. Xin lỗi nha. Thành thật xin lỗi, để tôi đổi cho. Không sao, kệ đi. Sao như người mất hồn vậy? Có chuyện gì hả? Không có gì, lớn tuổi rồi, trí nhớ kém thôi. Sao tự nhiên bị trí nhớ kém chứ? Bình thường chị nói nhiều lắm mà, hôm nay không nói tiếng nào. Cãi nhau danh mình hả? Không có, nhưng còn tệ hơn cãi nhau. Tin tức nói con dâu ngàn tỷ Từ Kỳ Kỳ bị khó sinh đó. Các bác sĩ đang nghiên cứu có nên mổ cho cô ấy để lấy em bé ra không? Khó khăn lắm mới làm được con dâu ngàn tỷ, mổ là sẽ để lại sẹo đó. Phụ nữ gì muốn nói giỏi tông được, có phải còn phải chịu khổ không? Mình đó muốn có con, nhưng tôi không muốn. Chị không muốn làm thai phụ cao tuổi. Cô coi tôi từng tuổi này rồi, tôi nghĩ anh ấy sẽ không còn mang hy vọng nữa. Nhưng mà anh ấy đưa đi khám phụ khoa, chắc là anh ấy muốn hỏi bác sĩ tôi có còn sinh được không. Thì ra là anh Minh thích con nít sao? Trời ơi, đáng lẽ hai người nên bắt đầu sớm. Thật ra lúc mới đám cưới, chúng tôi đã rất muốn làm ba làm mẹ rồi. Nhưng mà lúc đó vừa biết được má chồng tôi bị ung thư, vậy là kéo dài mười mấy năm. Bây giờ bà ấy mất rồi, cô coi tôi cũng đến tuổi này rồi, tôi nghĩ tôi thật sự không ứng phó được đâu. Anh Minh thương chị như vậy, anh ta nghĩ sao? Tôi không biết, tôi chưa nói với anh ấy. Thay vì đoán mò, tại sao không bàn bạc đàng hoàng với anh ta chứ? Đúng là phải nói cho rõ, đến lúc phải giải quyết rồi. Em lại chưa về. Anh còn định nói thật với em nữa. Bà xã, anh có chuyện muốn nói với em đó, nhưng em đừng có giận anh nha. Tối đó anh chọt thủng cái bao cao su quá hạn sử dụng là anh không đúng. Anh đưa em đi gặp bác sĩ Lâm là vì muốn kiểm tra cho rõ có gây ra mạng người hay không. Anh không muốn em gặp nguy hiểm. Anh biết em rất giận anh, anh sẽ về phòng thử kiểm điểm lại. Nếu em không muốn nhìn thấy anh về công ty ngủ vậy. Em đừng bao giờ giận quá để rồi bệnh nha. Minh à, em biết lần trước anh đưa em đi khám chuyên khoa là muốn xem coi em có còn sinh con được hay không, nhưng mà em không muốn. Hay là một lát anh ra ngồi xuống từ từ nói nha. Anh không muốn nói cũng không sao, em hâm nóng lại đồ ăn cho anh ăn. Có chuyện gì cần nói với em không? Ăn cơm đi. Chà, dạo này số lần lên báo chí của chị Đa đúng là lợi hại đó. Đương nhiên rồi, chị Đa nói trên Facebook là vì sinh đứa con này có thể từ bỏ sức khỏe, từ bỏ sự nghiệp, được dân mạng phong làm nữ thần tình mẹ. Chị Đa, có tờ báo cho biết bác sĩ xét nghiệm được đường huyết của chị vượt tiêu chuẩn. Chị có sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của chị và em bé hay không vậy?
Thật ra tôi muốn nói với mọi người, tuyệt đối không có chuyện như vậy. Đường quý của tôi vô cùng bình thường. À, chị Đa, lỡ như, tôi chỉ nói lỡ như, mang đứa con này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chị, thậm chí là nói một câu xui xẻo sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vậy chị có lựa chọn từ bỏ đứa con này không? Vấn đề này, thật ra bác sĩ cũng từng hỏi tôi. Tôi nói với bác sĩ, cho dù phải trả giá bằng cái gì đi nữa, bao gồm bản thân tôi cũng không bao giờ bỏ đứa con này. Trước đây, tôi không biết tình mẹ là gì. Nhưng bây giờ, tôi mới biết thì ra, trong lòng người phụ nữ làm mẹ là nguyện vọng lớn nhất đó. Vậy chị Đa mang thai vất vả như vậy, ông xã của chị có mua gì cho chị tẩm bổ nè, hay không? Nè, đại ca bị gì vậy? Hả? Tình mẹ thật vĩ đại, vì đứa con mà có thể hy sinh bản thân của mình. Được rồi, đừng khóc nữa mà, ngoan đi, ngoan đi. Ông sao rồi anh hai? Kiều bị té ở quán trà, tôi đưa nó tới bệnh viện Nhân Tâm rồi. Cậu tới ra đi, có chuyện cần cậu quyết định đó. Em tới liền. Anh hai Kiều đâu? Cô quyết định được chọn lớn hay nhỏ chưa? Cô còn không quyết định, chúng tôi khó giải quyết lắm. Chọn nhỏ đi. Không được, gia đình phải cứu người lớn. Minh, em đừng nói gì hết. Anh biết tình mẹ rất vĩ đại, có thể vì đời sau mà hy sinh bản thân. Nhưng nếu bác anh chọn giữa em và đứa bé, anh chắc chắn sẽ chọn em. Anh thà suốt đời không được làm cha, cũng không thể để mất em được. Cô y tá, suốt đời này tôi chưa bao giờ xin ai, nhưng mà tôi xin cô, bất kể xảy ra chuyện gì, cứu người lớn trước đã. Bất kể tình hình gì đi nữa, cứu vợ tôi trước đi. Nè anh, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Thật ra vừa rồi tôi chỉ hỏi vợ anh rốt cuộc chọn phòng lớn hay phòng nhỏ thôi. Em không muốn anh phải tốn tiền nên mới chọn phòng nhỏ. Kiều nó nói bảo hiểm y tế đó là cậu mua giùm nó mà. Cái nào đền được, cái nào không đền được, chỉ có cậu mới biết thôi. Anh hai à, lúc đang gọi điện thoại cho em phải nói rõ ràng chứ, là em tưởng Kiều bị té ảnh hưởng cái thai. Nè, em có hồi nào mà sao em không biết? Tôi theo cô y tá ra làm thủ tục cho nó vào viện trước đây. Được, mời ông đi bên này. Cảm ơn. Độ hư hỏng, chuyện gì vậy? Thật ra thì là cũng tại đám người kia đưa ra cách tầm bậy. Xin lỗi bà xã. Anh đâu có lỗi gì với em. Nhưng anh đã cố tình giấu em mà sử dụng biện pháp an toàn không hợp tiêu chuẩn đó. Tối hôm đó anh uống rất say, ẵm em vào phòng, vừa nằm xuống giường đã ngủ như heo chết. Không hề xảy ra chuyện gì sao? Không có. Vậy là cuộc đặc biệt đó đâu rồi? Em thấy bị thủng hết nên bỏ rồi. Anh còn tưởng em trách anh. Tối hôm qua anh đứng trước cửa nhà vệ sinh, sám hối với em còn nói tiếng nào. Anh tưởng em giận anh rồi. Đâu có, em đâu có nghe anh sám hối. Nhưng em đứng trước nhà vệ sinh đã nói rất nhiều với anh, anh không trả lời em. Đã nói rất nhiều với anh hả? Ừ. Là cậu ta. Đại ca Minh, em biết anh ở trong đó mà. Mở cửa cho em trước đi, em mắc quá à. Hình như cậu ta sắp chịu hết nổi rồi. Cậu ta chịu hết nổi đã hơn anh phải chịu đó. Đại ca Minh, cứ mặc kệ con quái vật đó. Càng đại ca Minh à, cứu em với, em chịu hết càng nổi đi. Rồi梦里已经飘着彩虹，新月心轻刻放松，让敌人暂时亦停下进攻。心声也许相同，人人都想归家，但并无。回到这里满载平凡地小趣味，忘恋于嬉笑意亦甜美，愉快是共说起。抬头天际可远方。